bị can Nguyễn Phương Hằng, tự mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Chiều 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Võ Minh Điền, chủ kênh YouTube Điền Võ Vlog. Công an làm việc với chủ kênh YouTube này chiều 15 tháng 4 để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Võ Minh Điền, chủ kênh Điền Võ Vlog. Trước đó, cơ quan điều tra và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi livestream xúc phạm danh dự uy tín người khác, gồm các ông bà và chủ các kênh YouTube Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Harley, Hoàng Anh Đông Dân. Nhiều báo chí đã thông tin thì ngày 24 tháng 3, bị can Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017. Liên quan đến việc điều tra xử lý bị can Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đã lập lý lịch tư pháp bị can Nguyễn Phương Hằng. Việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, thân nhân người thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, người từng đứng ra tố cáo DDG, một nhân vật khá thân tín của trùm xã hội đen Nam Cam, đã bị tử hình. Cách đây hơn 20 năm, cụ thể là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Cái tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền trước đây từng một thời đình đám. Theo hồ sơ vụ việc, thể hiện vào năm 2002, thì theo kết luận điều tra về chuyên án Nam Cam, bà Tuyền có quen biết với DDG từ năm 1996. Năm 1997, bà Tuyền thuê nhà số 21/15A Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình của ông THH để ở và sinh sống như là vợ chồng với DDG. Sau đó bà Tuyền mua lại căn nhà thuê nói trên với giá 52 lượng vàng. Trong thời gian sống chung thì gợi thường đánh đập bà Tuyền nên bà đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của mình. Ngày 8 tháng 1 năm 1998, buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên G và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam, Nam Cam và đồng bọn thì DDG đã bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên án sơ thẩm 7 năm tù đối với DDG về tội cưỡng đoạt tài sản. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.